Kakgata Đồ Mana Sằng Upeka. Có bảy chi thiền là một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm định, sáu ưu, bảy xả. Đoà đa sa mắc gần gà ni sầm mà đi thi sầm mà sằng cấp bộ sầm mà hòa trà sầm mà cầm mạnh tổ sầm mà chi vô sầm mà hòa giả giả mộ sầm mà sa tí sầm mà sa ma thi mích trà đi thi mích cha sằng cấp bộ mích cha hòa gia mộ mích cha sa ma thi. Có 12 chi đạo: một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định, chín tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Con đã đọc bài xong ạ, con xin được xuống lớp mời các vị khác ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ. Con kính lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào thầy. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc tiếp tục ạ. Đoạn 2. Bà quy sát tình ri già ni chắc khôn ri dằn sô tình ri dằn khả nền ri dằn trì quyền ri dằn ca dìn ri dằn ích thiền ri dằn u ri xìn ri dằn trì quy tiền ri dằn ma nền ri dằn su khiền ri dằn đúc khiền ri dằn sô ma na xìn ri dằn đồ ma na xìn ri dằn u bạch khiền ri dằn sát thiền ri dằn quy ri dìn ri dằn sát tiền ri dằn sa ma thiền ri dằn bệnh nhìn ri dằn a nan nha tát sa mi tin ri dằng anh nhìn ri dằng anh nha ta quên ri dằng. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là: một nhãn căn, hai nhĩ căn, ba tỷ căn, bốn thiệt căn, năm thân căn, sáu nữ căn, bảy nam căn, tám mạng căn, chín tâm căn, mười lạc căn, mười một khổ căn, mười hai hỷ căn, mười ba u căn, mười bốn xả căn, mười lăm tính căn, mười sáu tấn căn, mười bảy niệm căn, mười tám định căn, mười chín tuệ căn, hai mươi vị tri đương tri căn, hai mươi mốt dĩ tri căn, 22 cụ tri căn. Na wa ba la ni sát tha ba lăng quy ri ya ba lăng sati ba lăng sa ma thi ba lăng bệnh nhà ba lăng hi ri ba lăng ot tập ba ba lăng a hi ri ka ba lăng a no tập ba ba lăng. Có chín lực là: một tính lực, hai tấn lực, ba niệm lực, bốn định lực, năm tuệ lực, sáu tàm lực, bảy quý lực, tám vô tàm lực, chín vô quý lực. Dạ vậy con đã đọc xong. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Dạ con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin mời chị
Vậy đọc kế tiếp ạ. Dạ, con đọc bài hả chị? Dạ thưa con, xin phép được đọc đoạn 3. Chattaro athipati chanda thipati viriya thipati chitta thipati vimansa thipati. Có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục, hai cần, ba tâm và bốn thẩm. Chattaro ahara kapalikaro aharo passo dutiyo manusanchetana tatiyo vinyanang chattuttang. Có bốn loại vật thực là một đoạn thực, hai xúc thực, ba niệm thực và bốn thức thực. Indriye supa panetta sota patikmak gan bát gan anang anyanya thassa mi tin ri yang arahatta phala nhân năng anyata ri yang mắt che cha nhà na ni an nhìn ri ya ni ti pháp bút chân ti chi vi tin ri yang cha rupa rupa vasena tu vi thần hồ tí. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng chứng ngộ, có nghĩa là tu đa hồn đạo tuệ, vị tri đương tri, căn tức dự lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A-la-hán quả tệ, cụ tri căn tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ tri căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính quý sư, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn chị Nhất Ta, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Đoạn 4. Bành cho quyền nhà nát. Dạ con xin đọc lại. Bành chân là nề su trà nằn gà ni a vi ri dề su ba là ni a hề tu kề su mắc gần gà ni na lắp phần ti ta thà vi chi kích trà chít tề ề các gà tà mắc gìn gia ba lắp gà hoàng na gà chá ti vi hề ca ti hề tu cao cha wa nề về wa gia thà sầm pha hoàng a thi pa ti ề cổ wa la pha ti các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm, cũng vậy trong nghi tâm nhất hành không thể trở thành đạo chi căn hay lực. Trong bốn tăng thượng dục cần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân. Cha hề tu bành cha trà nằn gà mắc gần gà na wa wa thu tổ
sô la xin ri ya tham ma cha ba la tham ma na we ri ta chat ta ro thi pa ti bu ta ta tha ha ra ti sa ta tha ku sa la di sa ma ki no vu to Nisaka Sangaho. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, xin mời đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyện. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm vừa vào râm ạ. Dạ, con kính lễ quý Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con kính lễ cô Tu Nữ Nhân Pháp. Dạ, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Mata, con cảm ơn Sít Tì Na, cô Nhung, Sít Pháp Nguồn Lào Cai đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Misakasangaho, tác yếu những hỗn hợp pháp. Đoạn 1. Misakasangahe, chả hề tú, lô phô, đô sô, mô hô, á lô phô, á đô sô, á mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân, 1 tham, 2 sân, 3 si, 4 vô tham, 5 vô sân và 6 vô si. Sát tá trà nàn gà ní quý tắc cô quý trà rô bì tí sô má ná sàng ê cát gá tà đồ má ná sàng u bác khà. Có 7 chi thiền là 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 ưu và 7 xả. Đoà đá xám mằng gàn gà ní Samma Dithi, Samma Sankappo, Samma Vajja, Samma Kammanto, Samma Jivo, Samma Vayamo, Samma Sati, Samma Samadhi, Miccha Dithi, Miccha Sankappo, Miccha Vayamo, Miccha Samadhi. Có 12 chi đạo là 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ thưa thầy, thầy ơi còn 3 đoạn nữa. Bây giờ con post lên để cho mời cô Meta và cô Nhung với mấy sít đọc tiếp hả thầy, rồi mình vào học. Dạ sa thú, dạ con kính tri ân thầy. Dạ con kính mời cô Nhung ạ.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con xin đọc tiếp ạ. Đoạn 2. Bà quỳ sơ tìn ri à ni chắc khùn ri dằng, sô tìn ri dằng, khà nìn ri dằng, chiều phền ri dằng, cà dìn ri dằng, ít thìn ri dằng, bú ri xìn ri dằng, chì quy tìn ri dằng, ma nìn ri dằng, su khìn ri dằng, đúc khìn ri dằng, sô na xìn ri dằng, đồ ma na xìn ri dằng, u bái khìn ri dằng, sát thìn ri dằng, quy ri dìn ri dằng, sa tìn ri dằng, sa ma thìn ri dằng, bành nhìn ri dằng, a nành nhà ta xà mì tìn ri dằng, ảnh nhìn ri dằng, ảnh nhà tà quyền ri dằng. Có 22 căn hay quyền, khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tín căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị tri đương tri căn, 21 dĩ tri căn, 22 cụ tri căn. Na qua ba là ni sát thà ba lần, Viriya ba lần, Sati ba lần, Sama thi ba lần, Bành nhà ba lần, Hiri ba lần, Ottapa ba lần, Ahirika ba lần, Anottapa ba lần. Có 9 lực là 1 tín lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực và 9 vô quý lực ạ. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con kính tri ân thầy. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đọc tiếp ạ. Dạ, đoạn 3. Chắc ta rô á thi ba ti, chanh đa thi ba ti, quý ri già thi ba ti, chích tà thi ba ti, quy mặn xà thi ba ti. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1 dục, 2 cần, 3 tâm và 4 thẩm. Chắc ta rô a ha ra ka ba li ka rô a ha rô phát sô đu ti vô ma nô sanh chê ta na ta ti vô huynh nha năng chắc tuất thăng. Có 4 loại vật thực là 1 đoàn thực, 2 xúc thực, 3 tư niệm thực và 4 thức thực. Indriye subaneta sota bat timak ganya nang anan nya tat sami tin ri yang arahat tafalan tafala nya nang anh nhá ta huynh ri giang mắt chê cha nhà na ni anh nhìn ri già ni tí ba quốc chanh tí trì quy tiền ri dân cha rù ba rù bao qua xề na đu quy thằng hồ tí. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà quần đạo tuệ vị tri đương tri căn, tức dự lưu đạo tri. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là a la hán quả tuệ, cụ tri căn tức a la hán quả trí.
trong các căn ở giữa, dĩ tri căn. Dạ, con đọc. Dạ, nó chạy không biết tới đâu rồi. Trong các căn ở giữa, dĩ tri căn tức là sáu trí. Mạng căn gồm có cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Vậy con đã đọc xong. Dạ, còn một đoạn nữa thì kính mời quý vị đọc tiếp. Dạ, con xin phép được đọc tiếp ạ. Đoạn 4. Bành cha quyền nhà nề du chẳng năng gà ni a quy ri dê su ba là ni a hê tu kê su mắc găng gà ni na lắp phản ti tát thà quýt chi kích chà chi tê ê các tà mắc gình tí giá ba ba lắp phà quăng nắp na na gắt chi cha ti quỳ hệ tu ca ti hệ tu ca cha quá nế nế quỳ quá gia thà sam phá hoàng a a pi pa ti e cô quá lắp pa ti. Các thiền chi không thể tìm được ở trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các tâm vô nhân. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong bốn tăng dục tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần, tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân. Cha hề tu bành cha trà nằng gà mắc gần gà nã quá quá thú tổ số la xin đi ya thầm mà cha la cha ba lập thầm mà na quê ri ta cha ta đồ thi pa ti bút ta ta tha ha ra ti sát ta tha cú sa la đi sa ma kinh nhô bút bút tổ mi sa ca khăn ra hồ. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có bốn yếu tố ưu thế, bốn loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin được xong lại. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp với thầy kinh. Con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Tha Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacalo Kathipati Sahampati Katanjali Antiwarang Ayachata. Santi tha san tam para chang kha cha thi ka de se tu tham mang anu kam pi mang pa chang san tham ma phe rin vi na yan cha kha yang sun tan cha ban thang api tham ma chang mang a ko ta yan to cha tu san cha dan dang pam po tha nay ye parisa ya man je. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khăn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi,
quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn độc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giám vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa âm vỗ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học pháp ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tam Ma. Nam mô Sang Khay. Kính lễ chư tôn đức tăng rất xin kính chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay học tiếp ha. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tấn Tắc. Arang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang ativadhemi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami samma sambuddhamatulang sát sát thầm mà các đốt tâm ảnh áp vi hoa đi giáp phá xếp sàng áp vi thầm mắt ảnh con sẽ nắp lòng thành kính đánh lễ đánh còn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con sẽ nói về những gì chưa được trong vị diệu pháp. Tham mô với thà giác tham mô tham bà giác tham mô sẵn hẹn và kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chương trình đọc qua ly xong ha, giờ cho dành khoảng 15 phút thì bản nêu rồi sao mới tới câu hỏi rất vui học bài ha. Giờ ai mà lên kia kêu đọc phần nào đọc phần đó, đọc trôi chảy không dấp rồi kìa, đọc một hai một liên tục được 10 điểm. Còn ai đọc dấp mà không thuộc bài là ăn tiếng dịch ha. Vì quan nghĩ chưa, chuẩn bị chưa, chuẩn bị tinh thần chưa? Rồi, giờ để mời cô Meta lớn tuổi nhất ha, và chuẩn bị với tinh thần ha. Và chuẩn bị nha, là không được dùng bài nha quý vị. Quý vị không được lật sách đọc nha. Không bao chứ, ăn gian không được nha, không đọc sách nha. Không được lật sách nha. Rồi, mời cô Meta lên tụng liên tục 13 năm sở tờ tha. Rồi, mời cô Meta, không đọc sách nha. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thầy, con lớn tuổi nhưng mà hay quên đồ này kia, rồi trí tuệ cũng giảm mà thầy kêu con lên trước. Dạ con không có dọn bài đó thầy. Dạ con phải trọng cái sự chân thật. Dạ thành thầy kêu con đọc 13 tâm sở tở tha. Dạ con xin đọc ạ. 13 tâm sở tở tha. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Dạ xong thầy. Ai xa thứ xa thứ thuộc bài ha, nhưng mà cũng còn chưa có smooth lắm, chưa có liên tục. Nhưng mà cũng được, ok, xa thứ 8 điểm. Rồi bắt nguồn Lào Cai, chuẩn bị giơ tay lên coi. Bắt nguồn Lào Cai rồi ha, chuẩn bị nha, không có giải sách nha, không có dòm bản điêu nha. Không có cho nhìn đi chứ.
Rồi, đọc 18 tâm vô nhân. Rồi, phát nguồn là gà lên nha. Dạ, thưa thầy, cho con nhìn trước bản nếu đi cái 18 tâm vô nhân này có mấy cái nó hơi con chưa thuộc lắm ạ, con xin phép được đọc 18 tâm vô nhân ạ. Dạ, có 7 tâm quả bất thiện vô nhân, nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, dĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Dạ, có 8 tâm quả thiện vô nhân ạ. Nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tiếp thu thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Dạ, có 3 tâm tố vô nhân, tâm duy tác vô nhân, tâm khai ngũ môn thọ xả quả, tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn, tâm vi tiếu. Dạ, tổng là có 18 tâm vô nhân. Dạ, con đã đọc xong rồi, con xin phép được xuống đây. Sao thú đọc dồn bản nha, rồi đọc dồn dấp, rồi dồn bản rồi đọc dấp nữa thôi. Rồi, 7 điểm dồn bản rồi đọc dấp mới cho 7 điểm. Rồi bây giờ tôi có ai đây giờ tốt sao được, 4 năm trời 4 năm trời học bây giờ kêu lên tụng phải làm sách chết rồi. Rồi mời cô Nhung luôn ha, cô Nhung chuẩn bị giơ tay lên xinh đẹp con trai. Nhung đâu rồi? Rồi, chuẩn bị nha. Cô Nhung chuẩn bị, không có dò bản nha. Chơi ở trong cái ngăn gian nha. Không có dò bản nha. Rồi, tụng 25 tâm sở tình hảo rồi. Rồi, cô Nhung. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh mới vào đạo tràng ạ. Dạ, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con không nhìn bảng đâu thầy. Mà 25 tâm sở tịnh hảo đó là tín niệm tàm quý, vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, bi hỷ trí tuệ. Dạ, con thưa thầy hết. Rồi, xà lú. Người cũng còn trong đó ha. Còn là ghê đó. Thế là 8 điểm. Trừ bớt còn 8 điểm. Rồi, rồi. Đâu có tuyệt được. Mà phải liên tục, không stop. Non-stop là kia, non-stop. Không bị dấp dáp gì mới được. Rồi, bây giờ tới Châu Nguyễn. Chuẩn bị giơ bàn tay mới coi. Rồi, Châu Nguyễn cho cái dễ thôi ha, dễ ạ. Rồi, 14 tâm sở bất thiện. Rồi, Châu Nguyễn đọc sao không có dấp dáp liên tục được ha. Rồi, mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa con, kính lại cô tu nữ Phúc Hạnh vừa vào râm ạ. Cô Dung gửi cái xe. Dạ con xin đọc 14 tâm sở bất thiện là si vô tàm vô quý phóng dật, tham tà kiến ngã mạn, sân tật lận hối, hôn trầm thùy miên và hoài nghi. Dạ, dạ con cảm ơn thầy. Dạ, con xin phép được xuống mic ạ. À, xa thứ mà chưa được ngọt lắm, chưa ngọt 8 điểm luôn.
Mặt chưa vừa ý tôi. Rồi, mời tới nha. Mời này Tina, Tina Nguyễn. Tina Nguyễn làm cái thiệt mà ngọt ha, ngọt ngọt ngào đó. Giống như ca sĩ lên làm hơi ngọt. Rồi, 12 tâm bất thiện. Tina. Dạ con. Tina té rồi, té rồi, lên lại đi Tina. Có nghe giơ tay lên lại coi. Rồi làm lại. Dạ chắc tại sợ quá rồi té rồi. Dạ con xin phép được đọc 12 tâm bất thiện, có 8 tâm tham. Tâm tham thọ hỷ, học tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ, ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ, ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả, hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xả, hợp tà tâm tham thọ xả, ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xả, hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả, ly tà hữu trợ. Và có hai tâm sân là tâm sân thọ u hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ u hợp phấn vô trợ, và có hai tâm si, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Dạ chắc bị lộn không thầy, con kính tri ân thầy. Rồi bị sai mấy chỗ rồi ha, rồi bị trừ điểm rồi, không thuộc bài nè, còn có 5 điểm thôi. Còn 5 điểm thôi. Rồi, bây giờ mới coi ai đây vẫn chưa ngọ, còn dấp tùm lum. Bây giờ cho pháp nguồn Lào Cai gỡ giống coi, gỡ giống lên 12 tâm bất thiện làm 1, 2, 1 cái gỡ giống được không nha. Giờ mà tay lại coi. Rồi lên chuẩn bị nha, làm cho 1, 2, 1 cái. Dạ con xin phép được đọc ạ. Ta có 8 tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô hữu trợ. Tâm sân có 2, tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm tâm thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Tâm si có 2, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật, là tổng có 12 tâm bất thiện ạ. Dạ con đã đọc xong. Rồi, xa thú cũng khá hơn nãy chứ ha. 9 điểm. Rồi bây giờ cho Tina lên gỡ, cho Tina lên gỡ giống nha. Lên gom lại 12 tâm bất thiện. Nãy là chia, bây giờ mình gom lại, biết cách gom phải không? Mà phải học rồi không? Rồi chị nào lên lấy giống lại coi. Dạ con kính đảnh lễ Quan Âm Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào thầy. Dạ bây giờ mình gom tâm lại thì trong 12 tâm bất thiện thì có 3 là 8 tâm tham, xin lỗi, 12 tâm bất thiện thì chia làm 3, có tham một, và có sân và có si, thì có là 8 tâm, tâm tham thì có 8, còn tâm si thì có 2, và xin lỗi, tâm tham thì có 8, tâm chia làm 8, tâm sân thì chia làm 2 và tâm si thì chia làm 2. Dạ có sai xin thầy sửa giùm cho con.
Rung là vẫn rung thôi chị ơi, không không hết được. Rồi, thôi rồi, rồi. Đặt lắc rồi. Gom cái này đặt lắc rồi. Không có được tăng điểm rồi ha. Mà đâu cô Meta gửi dấu cho ta lên lên gom gửi dấu cho ta. Chúng ta này chưa đủ 10 điểm lên ráng lại 10 điểm. Người ta rồi. Còn nhớ cách gom không? Người ta rồi. Rồi cho Nguyễn tình nguyện lên gom ha, gom cho ngon lành ha, lấy 10 điểm đi. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con kính lễ quý cô tu nữ. Dạ con kính chào thầy và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cho con gom nha thầy, nhưng mà rung con vẫn rung thầy ơi. Dạ thầy, tám tâm tham gồm có tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hữu trợ, thọ trợ tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, gom lại là tám tâm tham. Tâm sân gồm có tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẩm hữu trợ, gom lại là hai tâm sân. Tâm si gồm có tâm si thọ xả hợp hoại nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật, gom lại là hai tâm si. Tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, gom lại là 12 tâm bất thiện. Dạ dạ con gom vậy không biết đúng ý thầy không ạ? Dạ con xin phép được xuống bích, con kính dân bích lại dạ thầy ạ. Ơi xà thử xà thử ha, rồi 10 điểm cái này mới đúng rồi đó, đúng rồi Tina, hiểu chưa? Hiểu rồi không? Hiểu rồi, lên là làm 14 tâm bất thiện, cái 14 tâm sở bất thiện gom cái coi, gom 14 tâm sở bất thiện nha. Tức bây giờ mình đọc trước rồi mình gom mình đọc từng cái xong mình đọc từng cái gom ha, 14 tâm sở bất thiện, chuẩn bị cho tinh thần chưa? Rồi mời Tina lên lấy điểm nha. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào thầy. Dạ con hiểu nhưng mà con làm có sai, xin thầy sửa giùm cho con. Dạ trong 14 sở hữu bất thiện thì chia có 5. Dạ thì sở hữu si phần, sở hữu tham tham phần, và sở hữu sân phần, và sở hữu hôn phần, và sở hữu hài nghi. Thì sở hữu si phần thì có si vô tàm vô quý phóng dật. À con bị sai hả? Vậy thôi con nói lại. Dạ thưa có 14 trong 14 sở hữu bất thiện thì có chia làm 5. Dạ. Thì si phần thì có si vô tàm vô ý phóng dật, tham phần thì có tham tà kiến ngã mạn, sân phần thì có sân tật lận hối, và hôn phần thì có hôn trầm thị miên, và hoài nghi thì có một là hoài nghi, thì si phần, tham phần và sân phần, hôn trầm, hoài nghi gom lại là thành quên không phải dạ trong bốn cái si phần thì có 4 và tham phần thì có 3, sân phần sân tật lận hối thì có 4, hôn trầm thì có 2, hoài nghi thì có 1, gom lại là thành 14 sở hữu bất thiện. Dạ
bị trục trặc nữa rồi. Dạ con kính tri ân thầy. chưa được gom để lo pháp nguồn lò gai lên gom coi, và để nhắc lại cho quý vị biết coi. Bây giờ người ta nói gom á, là mình đọc từ cái ra trước rồi mình gom, đọc ra từ cái rồi mình gom, đọc từ cái rồi gom, rồi sao nó gom hết lại luôn mới kêu là gom ha. Rồi pháp nguồn lò gai lên là làm cái chót là cho con làm coi. Dạ con xin phép được cô. 14 sở hữu bất thiện ạ. Chắc là Siết Châu Nguyễn là ngọt nhất trong nhóm thôi. Dạ, con xin phép để gom 14 sở hữu bất thiện ạ. Dạ, có 4 sở hữu si phần và có 3 sở hữu tham phần, 4 sở hữu sân phần, 2 sở hữu hôn phần và 1 sở hữu nghi phần ạ. Là 4 sở hữu si phần gồm si vô tàm vô ý phóng dật, 3 sở hữu tham phần gồm tham tà kiến ngã mạn, 4 sở hữu sân phần gồm sân tật lận hối, 2 sở hữu hôn phần gồm hôn trầm thủy miên, 1 sở hữu nghi phần gồm hoài nghi. Vậy là có 14 sở hữu bất thiện gom lại ạ. Dạ con xin được. Xin được. Cũng chưa được mà. Cũng chưa chút. Chưa. Con mấy ta rồi. Rồi con mấy ta làm cho con làm ngay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Khaya. Dạ, con xin gom 14 tâm sở bất thiện. Dạ, con xin đọc 14 tâm sở bất thiện. Gồm có 5 nhóm. Nhóm thứ nhất là tâm sở si phần. Nhóm thứ hai, tâm sở tham phần. Nhóm thứ ba, tâm sở sân phần. Nhóm thứ tư, tâm sở hôn phần. Và nhóm thứ năm là tâm sở hoài nghi. Về nhóm thứ nhất, gồm có si vô tàm vô quý phóng dật, gom lại là 4 tâm sở si phần. Tham tà kiến ngã mạn, gom lại là tâm sở tham phần. Sân tật lẫn hối, gom lại là tâm sở sân phần. Hôn trầm thủy miên, gom lại là tâm sở hôn phần. Hoài nghi, đó là tâm sở si phần. Và tâm sở si phần cộng với tâm sở tham phần, cộng tâm sở sân phần, cộng với tâm sở hôn phần, cộng với hoài nghi, gom lại là 14 sở hữu bất thiện. Dạ con xin hết, không biết có chỗ nào sai sót thì xin thầy chỉ dạy ạ. Rồi xà thấu à, cũng ok ha, 10 điểm cho 10 điểm ok ha. Nhưng mà để nhắc lại quý vị nữa, mình lên mình chia thì mình đọc ví dụ như si phần có 4 là si vô tàm vô quý phóng dật, tham phần có 3 tham tà kiến ngã. Nhưng mà lúc mà chìm gom thì mình đọc từng cái thôi. Vậy rồi vô đọc liền ha, si vô tàm vô quý phóng dật gom lại là si phần, tham tà kiến ngã mạn gom lại là tham phần. Nó đọc từ cái ra vậy ha. Chứ đừng có chia ra trước, mình chia trước là nó không đúng cách gom. Rồi giờ mời cô Hạnh Kiểm muốn tình nguyện lên gom thử cái 18 tâm vô nhân, mời cô Hạnh Kiểm gom 18 tâm vô nhân cho ngọt ngào ha. Rồi mời cô. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo, và con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ, và con xin kính chào thầy Kinh, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ cái này mới tin với con luôn thầy, con thấy lạ. con chia thì con không có nhìn bản, nhờ con cái này con gom mà thôi, con xin được nhìn bản thôi, tại vì mới quá con cũng chưa biết. Dạ giờ thì nãy thầy nói là 18 tâm vô nhân, dạ, con xin gom 18 tâm vô nhân. Là con gom cái nhóm đầu tiên đó. Dạ
sao ta? Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Tiếp thu thọ xả quả bất thiện vô nhân và quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân gồm lại là bảy tâm quả bất thiện vô nhân. Nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, thân thức tiếp thu thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, gom lại là tám thơ tâm quả thiện vô nhân. Tâm này là tâm kháng ngũ môn, tâm kháng ngũ môn thọ xả, kháng ý môn thọ xả, tâm ứng cúng nguyên tiếu thọ hỷ, gộp lại là ba tâm di tác vô nhân. Bảy tâm quả bất thiện vô nhân, tám tâm quả thiện vô nhân, ba tâm di tác, ba tâm di tác vô nhân gộp lại là 18 tâm vô nhân. Dạ phải không thưa thầy? Dạ, con không biết con đúng hay sai nữa. Dạ thầy sửa cho con ạ. Rồi, xa lắm ha. Mặc dù cũng mới quá, còn hơi lựng cận là chưa nhớ rõ ràng đâu đó ha. Mà cũng đúng, không sai, giỏi vậy đó, đúng. Rồi, cho 7 điểm, xa lắm. Rồi, bây giờ mình vô tới phần câu hỏi đố vui nha. Câu hỏi đố vui là chuẩn bị lấy 10 điểm nha. MC chuẩn bị nha. Câu số 1. Ba nhân bất thiện luôn được ẩn tàng trong các tâm tịnh hảo phải chăng? Ba nhân bất thiện luôn được ẩn tàng trong các tâm tịnh hảo phải chăng? Rồi. Này, ai lên lấy 10 điểm không? Ai chuẩn bị tay chân mà sẵn lẹ lên lấy 10 điểm không? Cho suy nghĩ chút xíu nha. Mời MC lên làm hoặc nói viên để cho xem tụ được anh. Mời MC Châu Nguyễn hoặc là Châu Nguyễn làm muốn nhờ ai đó hỗ trợ rồi thì nhờ. Dạ thưa thầy, con không có khiếu làm MC, con định mời Huynh Chánh Tâm, như Huynh Chánh Tâm đi ra khỏi room hồi nãy giờ rồi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi số 1. Thiện luôn được ẩn tàng trong các tâm tịnh hảo phải chăng? Dạ con xin kính mời đạo tràng. Dạ con kính mời cô Metta, con kính mời cô Nhung, con kính mời Siết Pháp Nguồn Lào Cai, Siết Ti Na và các đạo hữu khác nữa ạ. Dạ, con kính mời bàn tay của mọi người ạ. Nên trả lời câu hỏi lấy 10 điểm mà đừng có lấy trứng ạ.
Dạ con xin phép đến xuống mic. Dạ thưa thầy, con chưa suy nghĩ được kỹ lắm, nhưng mà theo con thì con xin đọc lại câu hỏi. Một trong ba nhân bất thiện, câu hỏi một. Ba nhân bất thiện luôn được ẩn tàng trong các tâm tịnh hảo phải chăng? Dạ thưa thầy, cái này thì chắc phải học cái phần duyên hệ mới biết được, nhưng mà phần duyên hệ thì chúng con chưa học đấy. Mà ba nhân bất thiện luôn được ẩn tàng trong các tâm tịnh hảo. Dạ thưa thầy, cái này là cũng đúng ạ thưa thầy. Bởi vì là nếu mà nó đi chung á, thì ba nhân bất thiện thì nó không đi chung với các tâm tịnh hảo. Nhưng mà nó có sự ẩn tàng ở đó, nó như là những cái sự phiền não ngủ ngầm ấy, hay là các cái quả thiện và bất thiện thì nó luôn luôn là nó đan xen, nó có những cái thiện mà nó trợ cho cái bất thiện đó, thưa thầy. Thì theo con được nghĩ như vậy thì ba nhân bất thiện thì nó vẫn luôn được ẩn tàng trong các tâm tịnh hảo, bởi vì là nó không đi chung nhưng mà nó luôn luôn là nó ẩn tàng ở đó. Dạ, theo con như vậy, con xin phép được xuống mic ạ. Này này tôi kêu là đóng mò đóng mò rồi tay rồi đâu mời xít nào trước Kim Dung lên là giải thích cho son sắc cho bà con học hỏi các bạn trước rồi xít Kim Dung. Dạ con thưa thầy, câu 1, ba nhân bất thiện luôn được ẩn tàng trong các tâm tịnh hảo phải chăng? Dạ ba nhân bất thiện là nhân tham, nhân sân, nhân si. Thì ba nhân này luôn được ẩn tàng trong các tâm tịnh hảo hiệp thế. Còn đối với tâm tịnh hảo siêu thế thì không có ẩn tàng. Đó là câu trả lời của con ạ. Rồi cô nhân cô Nhung kỳ này cũng lắm, nó đứng dịch luôn rồi cô Nhung ơi. Rồi cô Meta rồi cô Meta. Rồi cô Meta. Dạ thưa thầy, cô Pháp Môn Lào Cai trả lời như vậy thì cũng không đúng. Rồi cô thầy nói cô Nhung trả lời vậy không đúng. Vậy thì con cũng xăm mình con trả lời đại là con đọc lại câu số 1. Ba nhân bất thiện luôn được ẩn tàng trong các tâm tịnh hảo phải chăng? Hai câu kia không đúng thì con chấp nhận là câu này là ba cái nhân bất thiện là tham sân si không có ẩn tàng trong các tâm tịnh hảo, thì nếu có sai nữa thì con cũng xin lãnh chứng nha thầy. Con trả lời là không có ẩn tàng trong các tâm tịnh hảo. Dạ con xin trả mít cho thầy, xin thầy chỉ dạy.
Rồi, cũng lãnh đánh luôn. Rồi là có dâng lên gỡ gỡ giống. Dâng lên gỡ giống vậy. Dạ, con thưa thầy, ba nhân này thì đối với các tâm quả thì nó đã là quả rồi. Các tâm tố thì là có nhân tâm của bậc A-la-hán rồi, thành ra là nó chỉ ẩn tàng ở trong các tâm thiện và tám tâm thiện và chín tâm chín tám tâm đại thiện và chín tâm thiện đáo đại. Rồi, mời Pháp Nguồn Lò Gai lên bổ túc thêm ngày sau. Dạ, thưa thầy, con xin được bổ túc thêm ạ. Cái tâm như con được biết thì trong cái ba nhân bất thiện thì có cái nhân si á, thưa thầy, thì tóm lại là ba nhân bất thiện này thì nó luôn được ẩn tàng tàng trong các tâm tịnh hảo, nhưng mà trừ tâm của bậc A La Hán, bậc tứ quả thì mới mới dứt hết được tất cả ba nhân bất thiện này ạ. Còn trong những cái tâm từ tâm tam quả mà của các vị tam quả mà trở xuống thì vẫn còn có cái ẩn tàng, như là những vị con nói là có những cái tâm của các bậc tam quả như là vẫn còn trong si phóng dật, đúng không thưa thầy? Đã con xin được bổ túc thêm như vậy, có nghĩa là ba nhân bất thiện này luôn được ẩn tàng tàng trong các tâm tịnh hảo, trừ cái tâm của bậc A La Hán tứ quả thì sẽ không còn ba nhân bất thiện này luôn. Đã con xin được bổ túc như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Cũng chưa đúng nữa. Cũng chưa đúng. Cô Dung nói cũng gần hết rồi, gần đúng hết, nhưng mà còn cái nữa thôi. Rồi mời Tina ngay. Dạ thưa thầy, có ba nhân bất thiện luôn được ẩn tàng trong các tâm tình hảo, phải chăng phải có cái ba nhân thì ở trong cái tình hảo á, thì có 12 tâm hợp trí, còn ở trong đáo đại thì có 27 tâm, còn siêu thế thì có 8, thì nó cũng thì có, ý con trả lời là có, nhưng mà nỉ chỉ có trong cái 12 tâm học trí, có phải không thầy? Này, này cũng vô hội đóng mò luôn. Vô hội đóng mò. Lâu cho Nguyễn coi, cho Nguyễn nãy giờ ngồi suy nghĩ cười túm tỉm vậy. Cho Nguyễn lên nói lên coi được không? Mời cho Nguyễn. Chưa trả lời mà thua. Chưa trả lời mà thua. Rồi. Ba nhân là tham, sân, si là ba nhân đúng không? Nhân tham, nhân sân, nhân si. Thì nó có mặt trong những tâm nào? Có mặt trực tiếp trong tâm nào? 12 tâm bất thiện. Rồi. À, nếu mà nói về gián tiếp thì nhân nào nó có mặt gián tiếp trong những cái tâm tịnh hạ, trong tâm thuộc về tịnh hảo? Nhân si, nó là nhân si thôi á, chỉ có nhân si có mặt trong những tâm thiện tịnh hảo, tâm thiện dục giới. Vậy lại không có ly trí, hợp lý vẫn có như thường thôi, ẩn tàng vậy thôi. Nhân si chứ không phải là tâm si bóng vật, chứ là nhân si trong những tâm thiện dục giới, rồi năm thiện sắc giới, năm thiện vô sắc,
tâm quả tôi tác không tính được không? Thì có nhân si là ẩn tàng trong những cái loại tâm đó. Chứ không phải tâm nữa, nói tâm thật, tâm khác mà nhân khác, khác xa lắm. Rồi như vậy là nhân si ha, ẩn tàng rồi đó là như vậy, xa thứ xa thứ. Rồi câu số 2. Khi các nhân bất thiện không hiện hữu. Khi các nhân bất thiện không hiện hữu. Thì đồng nghĩa là. Thì đồng nghĩa là. Sự không có mặt của các nhân. Phải chăng? Thì đồng nghĩa là sự không có mặt của các nhân, phải chăng? Rồi, câu này dễ ổi ha. Nhanh tay nha quý vị, nhanh tay lấy 10 điểm nha. Nhanh tay lên, rồi xin dừng quyết bài cho quý vị. Dạ thưa con xin đọc câu 2. Dạ, khi các nhân bất thiện không hiện hữu thì đồng nghĩa là sự không có mặt của các nhân, phải chăng? Dạ thưa con xin phép cho con được trả lời trước rồi con lãnh chứng trước cũng được thầy. Dạ cảm ơn Xích Pháp Môn Lào Cai. Dạ thưa thầy, con nghĩ câu này không có đúng mà. Tại vì các nhân bất thiện không hiện hữu thì không có đồng nghĩa là không có sự có mặt các nhân, nó vẫn có những nhân thiện như nhân vô tham, vô sân, vô si, chứ không phải chỉ có nhân bất thiện mới xuất hiện. Mà ở đây thầy cũng có nói nó nằm ở trong những cái tâm nào nữa, cho nên là con nói là câu hỏi này là câu của thầy hay nói là gì ta, không nên nói thế. Dạ, khi các nhân bất thiện không hiện hữu thì đồng nghĩa là vẫn có sự có mặt của các nhân khác, phải của các nhân khác như là nhân thiện. Dạ con không biết đúng hay không nha thầy. Dạ con xin phép được xuống mic, con xin lãnh chứng à. Rồi, xa thứ, xa thứ. Khi các nhân bất thiện không hiện hữu thì nó không hiện hữu thôi, nhân bất thiện thôi, chứ thiện cũng có hiện hữu như thường đó, vậy ha. Xa thứ, 10 điểm ha, trong quyển lấy 10 điểm, dành 10 điểm là xa thứ. Rồi, câu số 3. Những pháp nào thuộc về, những pháp nào thuộc về bất thiện, những pháp nào thuộc về bất thiện. Còn sát, mấy 10 điểm còn sát ha. Những pháp nào thuộc về bất thiện thì những pháp ấy chính là nhân bất thiện, phải chăng? Thì những pháp ấy chính là nhân bất thiện, phải chăng? Rồi, câu này lên sắp 10 điểm liền, bắt lùa khai. Rồi, xin mời quý vị.
Dạ thưa thầy, con xin lắp khoảng trống một chút ạ. Dạ, nhưng mà sai đống gì thì không, con chưa suy nghĩ kỹ. Con xin được đọc ạ. Những pháp nào thuộc về bất thiện thì những pháp ấy chính là nhân bất thiện phải chăng? Dạ thưa thầy, con theo con là đúng là như vậy ạ. Bởi những cái nhân bất thiện thì gồm nhân tham, nhân sân và nhân si. Còn những cái pháp thuộc về bất thiện thì gồm những cái tâm bất thiện đi cùng với những cái sở hữu bất thiện thì gọi là pháp bất thiện. Cho nên là nó cũng những cái pháp thuộc về bất thiện thì nó cũng là nhân bất thiện ạ. Đã con xin được trả lời như vậy, có gì thì mong thầy và đạo tràng chỉnh sửa thêm cho con ạ. Đã. Nói từ trúng ai giờ đặt trúng là đặt của chết chứ. Mà người ta lên gỡ giống người ta ai giờ thua quá. Người ta rồi 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 không. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đọc lại câu thứ ba. Những pháp nào thuộc về bất thiện thì những pháp ấy chính là nhân bất thiện phải chăng? Thì những cái pháp bất thiện, tức là những cái pháp mà nó có những cái nhân bất thiện như là nhân tham, nhân sân, nhân si, đồng sinh, với nó thì không thể nói là chính là nhân bất thiện, mà phải nói là những cái pháp thuộc về bất thiện thì nó có những cái nhân bất thiện như là tham, sân, si, đồng sanh trong đó. Còn thí dụ như giờ những pháp bất thiện thì như giờ tâm tham, thì khởi lên tâm tham thì tất nhiên là nó có cái nhân bất thiện, tức là cái nhân tham và cái nhân si đồng sanh lên trong cái pháp đó. Hoặc là tâm sân thì có nhân sân và nhân si đồng sanh trong đó. Và hoặc là trong những cái, nói chung là những cái pháp bất thiện thì nó có những cái nhân bất thiện đồng sanh trong đó. Vậy con chỉ nghĩ vậy thôi, không biết đúng hay không thưa thầy. Dạ xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Nghe đúng mà không đúng, đúng mà không đúng, mà không đúng mà đúng. Có ai muốn lên gỡ giống lại không? Thế vậy mà không phải vậy đó. Thế vậy mà nó không phải vậy, mà nó là vậy đó. Ai không? Ai đó? Trong Nguyễn nào rồi? À mời có Dung, có Dung lên gỡ dấu nghe có Dung. Dạ con thưa thầy, con không có vốn để mà gỡ được con. À thưa thầy, dạ câu 3, những pháp nào thuộc về bất thiện thì những pháp ấy là nhân bất thiện phải chăng? Thì câu này cũng là không nên nói thế, vì pháp mà thuộc về bất thì gồm có là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si là những cái pháp thuộc về bất thiện. Thì nhân bất thiện thì chỉ có tham, sân, si. Thì 8 tâm tham thì nó có 2 nhân là tâm nhân tham và nhân si, và 2 tâm sân thì có 2 nhân là nhân sân và nhân si. Còn tâm 2 tâm si thì chỉ có 1 nhân si. Như vậy thì những cái tâm bất thiện này
nó không phải là nó có hết tất cả các nhân bất thiện là tham sân si, mà tùy theo tâm mà nó có những cái nhân bất thiện khác nhau. Dạ, đó là câu trả lời của con, thưa thầy. Con kính tri ân thầy. Cũng đúng, chứ không phải không đúng, đúng mà không đúng. Đúng mà không đúng, khổ vậy. Nhân bất thiện, nhân bất thiện có mấy cái gì? Nhân bất thiện có ba. Rồi những pháp bất thiện, những cái tâm sở bất thiện có mấy? Ngoài ra ba nhân đó. Mười bốn tâm sở bất thiện, mà trừ ba nhân ra, trừ ba nhân tham, nhân sân, nhân si ra, còn mười một đó là có phải là nhân bất thiện không? 11 đó là pháp bất thiện ha, là pháp bất thiện, rồi 12 tâm bất thiện, vì như vậy nhân bất thiện chỉ có ba thôi, còn những cái khác ngoài ra là pháp bất thiện, là gì không? Chứ thành ra là hơi khó xíu cho nó để cho quý vị đoán đó. Rồi lắm được chưa? Nhân bất thiện chỉ có ba ha, còn những pháp bất thiện ngoài ra, trừ này ra là những pháp bất thiện ha. Rồi con số 3 và con số 4. Những tâm nào có tánh thiện, những tâm nào có tánh thiện thì những tâm đó luôn đồng sanh với 25 tâm sở tình hảo, phải chăng? Thì những tâm đó luôn đồng sanh với 25 tâm sở tình hảo, phải chăng? Dễ ớt ha, con này dễ ớt, tôi không lấy 10 điểm nữa tao đi. Rồi, suy nghĩ cho kỹ ha. Mẹ thích sao thấy dễ ẹt ha. Rồi, con này cũng dễ nè, con này dễ ớt nè, tranh thủ lên lấy 10 điểm. Rồi, mời cái gì nha. Dạ thưa thầy, con cũng xin tiên phong. Được điểm thì được, không được điểm thì cũng không để cho run chấm. Dạ. Những tâm nào có tánh thiện thì những tâm đó luôn đồng sanh với 25 tâm sở tịnh hảo, phải chăng? Dạ thưa thầy, cái câu này thì con thấy không có đúng ạ. Bởi vì là trong 25 sở hữu tịnh hảo thì có 19 sở hữu tịnh hảo biến hành thôi. Còn ba phần như là ba sở hữu giới phần, hai sở hữu vô lượng phần và một sở hữu tuệ phần này thì nó tùy theo trường hợp mà nó đồng sanh với từng loại tâm. Đã. Con xin được giải thích như vậy. Có nghĩa là trong những tâm mà có tánh thiện đó, thì nó luôn luôn có 19 sở hữu tịnh hảo biến hành đi cùng. Còn ba sở hữu giới phần, hai sở hữu vô lượng phần và một sở hữu tuệ phần thì nó sẽ tùy từng trường hợp mà đi, nó đi với những cái tâm có tánh thiện. Dạ, con xin được trả lời như vậy ạ. Con chứ không phải là 25 sở hữu tịnh hảo nó đi, nó đồng sanh hết. Dạ, con xin được trả lời như vậy. Có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con.
tâm sở tuệ quyền nhưng phải tuệ phần nha, đọc lại nhớ lại đúng không quý vị? Alo, pháp nguồn là cái trả lời vậy có đúng không? Đúng không? Đúng ha, à, xa thứ, xa thứ, giỏi ta 10 điểm xa thứ. À, những tâm có tánh thiện thì chỉ có 19 tâm sở tịnh hảo thì đi chung ha, nó đồng sanh ha, nhưng mà còn mấy kia tùy ha. À, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì tùy theo, lúc nào mình có chánh ngữ thì mới có chánh ngữ ha, chánh nghiệp ha, nó không có cùng lúc ha. À, bi tùy hỷ cũng vậy, cũng tùy ha. Thì tệ quyền cũng vậy ha, tâm sở tùy tài phần, đọc tài phần, ai ghi tài phần, ai ghi kỳ. Bên nhìn thứ giá là tự quyền ha. Khi sai rồi, khi sai rồi. Xa thứ 10 điểm mà ngon ha, mấy được 10 điểm ha. Rồi, một câu cuối cùng nha. Cuối cùng, ai lấy được cái câu cuối cùng này thì ráng hay sao đoạt giải quán quân của này luôn ha. Rồi số 5. Tâm nào có căn nương, tâm nào có căn nương thì tâm đó chính là tâm vô nhân, phải chăng? Tâm nào có căn nương thì tâm đó chính là tâm vô nhân, phải chăng? Bây giờ có ai được trúng hai câu chưa ta? Cũng mấy ta mấy điểm rồi, cô ta nãy giờ được mấy điểm rồi. Trong quyển 10 điểm hả? Dạ, Pháp Nguồn trong quyển 10 điểm, Pháp Nguồn vào cây 10 điểm. Còn cô mấy ta như trong quyển 20 điểm hả? Đâu có đó, 20 điểm đó. Mười ta là 18 điểm hả? Cô mấy ta 18 điểm, Pháp Nguồn là cao nhiêu? 19. À, còn cô Dung nhiêu được 20 hả? Cô Dung 20 điểm hả? Cô Dung nhiêu điểm qua rồi? Vậy là giờ cái câu này, à, câu này ai mà nói trúng là giật giải quán quân ha. Trúng câu này là trên điểm hết mọi người đúng không? Giật giải quán quân ha. Rồi, mời quý vị suy nghĩ nói câu chọn nha. Dạ, thưa thầy, cho con xin phép được trả lời câu này, xem có trúng hay không trúng thì cũng tiên phong trước ạ. Dạ. À, tâm nào có căn nương thì tâm đó chính là tâm vô nhân, phải chăng? Dạ. Thưa thầy, câu này không có đúng ạ. Bởi vì là tất cả trong 121 tâm này thì nó cũng đều có căn ở đây thì có căn tham, cái căn thiện, căn bất thiện thì căn là vật nương đã có, thì con thấy là trong cái 18 tâm vô nhân này thì có nhãn, căn nhĩ, căn tỷ, căn thiệt, căn vật thân, căn thì là cái năm cái căn này thì là nó chỉ ở trong tâm vô nhân thôi, còn ngoài ra những cái tâm khác thì nó đều có những như là cái có sắc ý vật ấy, thưa thầy, thì nó nương vào đâu thì cái chỗ đó được gọi là gì nhỉ, con quên mất rồi. Cái ý của con là như vậy đó, thưa thầy. Cái sắc đó để con trả lời lại. Tâm nào có căn nương thì tâm đó chính là tâm vô nhân, phải chăng? Dạ thưa thầy, cũng câu này là không chính xác, bởi vì là những cái căn nương ở cái tâm vô nhân thì có chỉ nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt
căn và thân căn thôi. Còn những cái phần về gọi là ý căn à, thì là nó trừ 10 cái tâm ngũ song thức này thì còn lại thì nó vẫn nương vào 110 tâm. Thì cho nên là nó không phải là ở mỗi cái tâm vô nhân không ạ. Dạ con xin được trả lời như vậy ạ. Có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Như là cái phần ý căn đó thưa thầy. Dạ. Đây, xa thấu ha. Tức là tâm vô nhân con này có thể nói là không nên nói thế. Không nên nói thế. Nhãn thức thì nương nhãn căn, dĩ thức nương dĩ căn, vĩ thức nương vĩ căn, thiệt thức nương thiệt căn, thân thức nương thân căn. Nhưng mà ý giới ý thức là nương ý căn rồi có đó, chứ không phải là tâm vô nhân không ha. Những tâm khác vẫn có bệnh với nương đó. Rồi đó là như vậy không, mà ý pháp ngộ lô cai cũng nói đúng ha, đúng, xà thử ha, xà thử. Vậy là hôm nay pháp ngộ lô cai đọc giải quán quân ha. Đọc giải quán quân rồi quý vị tặng bông hoa cho pháp ngộ lô cai mà đạt giải quán quân rồi ha, xà thứ. Đạt giải quán quân xà thứ, tại mấy vị cứ chậm tay quá để pháp ngộ lô cai lên giật cúp luôn rồi. Rồi giờ mình còn bài tiếp ha, học 12 chi đạo thì Đức chưa học phải không? Thế kia học bắt đầu vô 12 chỉ đạo. Rồi, 12 chỉ đạo. Đoà đá xa mắc gần gà ní là 12 chỉ đạo. Tương tự mình hay nó là bát chánh đạo, bát chỉ đạo. Nhưng mà giờ mình vô phần này mình sẽ thấy nó hỗn hợp. Nó vừa có thiện vừa có bất thiện, vừa chánh vừa có, gom lại cho mình biết là có 12 chi đạo. Nhất là chánh kiến, thứ hai chánh kiến là samadhi và chánh kiến ha, thứ hai là chánh tư duy samasankappo, samasankappo chánh tư duy. Cho nó dính cho luôn đi, hỏi mà có hỏi rồi là chỉ cần samasankappo chánh tư duy. Thứ ba là chánh ngữ sammavacca, là chánh ngữ sammavacca. Thứ bốn là chánh nghiệp sammakammanto, là chánh nghiệp. Kiểm phương đưa lên kiểm vậy. Alo, đứng hình luôn rồi, còn nghe không có gì? Ok. Rồi, đúng không? Giờ đọc lại ha. Số 1, chánh kiến samadhi. Số 2, chánh tư duy sammasankappo. Số 3, chánh ngữ sammavacca. Số 4, chánh nghiệp sammakammanto. Số 5, chánh mạng sammacchivo. Số 6, chánh tinh tấn sammavayamo. Số 7, chánh niệm sammasati. Số 8, chánh định sammasamadhi. Số 9 là tà kiến micchaditthi. Số 10 tà tư duy micchasankappo. Số 11 tà tinh tấn micchavayamo. Số 12 tà định micchasamadhi. Thì như vậy khi mình coi ra chánh tà thì mình có được 19 chi pháp ha. Rồi giờ cái chữ mắt giá xuống dòng đó, mắt giá là đạo con đường, mắt giá là con đường đưa đến, đạo lộ là con đường đưa đến.
Thì nếu nó còn đường thì nó cho mình biết nó có hai loại, để phân ra đường, con đường là nói chung thôi, nhưng mà phân ra thì nó có hai loại, thì nó có hai đạo lộ. Thứ nhất là ba đạo, tức là con đường đưa đến khổ đau hay đưa đến khổ cảnh, tức là tà là thiên là lệch, đạo là con đường, con đường thiên, con đường lệch, con đường sai, con đường quấy, con đường đưa đến sự đau khổ, con đường đưa đến khổ cảnh. Thì khi mình hành những tà đạo này thì nó sẽ là nhân là duyên để đưa chúng ta đi vào khổ cảnh. Thì như vậy được gọi là tà đạo. Thì như vậy đạo lộ cho mình biết là có hai, một là tà đạo, hai là chánh đạo, là con đường đưa đến sự an lạc, nhàn cảnh, và cuối cùng là đưa đến nước bàn. Tức là con đường chân chánh, con đường đưa đến cái sự an lạc hạnh phúc. Mà không những chỉ đưa đến sự an lạc hạnh phúc thôi, đưa đến sự thanh tịnh, sự tốt đẹp, sanh về cõi trời an vui, sanh làm người làm trời, mà nó còn hơn thế nữa là đưa đến là trạng thái vô sanh bất diệt, đạt đến trạng thái là niết bàn. Cho nên đạo Phật hơn khác biệt những cái đạo khác ở cái chỗ là như vậy. Những đạo khác mà nói về chánh đạo là họ sẽ được sanh về cõi trời, về ở với diễn vị trời phạm thiên, hưởng hạnh phúc đời đời đó, vân vân. Thì người ta chỉ đạt đến một cái cảnh giới nào đó, ví dụ tu tập thiền định thì sanh lên cõi thiền sắc giới, tu vô sắc thì sanh lên cõi trời vô sắc giới, thì đạt tới đó thôi, cũng chẳng hết, không còn nữa. Mà lên tới đó rồi sanh đạt tới những cái cảnh giới nó vẫn còn phải tái sanh trở lại, thì như vậy nó chưa hoàn toàn là đạt tới cố gắng. Riêng về cái trong sự tu tập của Đức Phật, Ngài để lại cho chúng ta biết là con đường chánh đạo chẳng những đưa đến được cái sự mà thanh tịnh, đưa đến sự hạnh phúc an lạc, đưa ra còn đưa chúng ta vượt ra khỏi dòng sanh tử luân hồi luôn. Thì như vậy thật sự được gọi là chánh đạo. Chứ không phải là chánh đạo là chỉ là tới cái cảnh giới an lạc, an vui, hạnh phúc của trời là ngưng và hết, mà còn phải vượt lên khỏi đó nữa. Cho nên nó đặc biệt là cái chỗ đó ha. Rồi, trong cái vấn đề này để cho biết mình có ba loại đạo lộ nữa. Có ba loại đạo lộ. Thứ nhất là thâm cố đạo lộ. Agala Patipada, thâm cố đạo lộ. Tức là đây là nói về cái sự mà đắm chìm, sự mà chìm đắm, sự mà hưởng dục, sống trong cái coi như là lợi dưỡng, nó sống là ăn chơi trác tán, chìm trong dục vọng, say sưa trong dục vọng, và còn cho như vậy là không có gì tội lỗi đâu, sống là hưởng thụ, sống là coi như là chỉ biết trong hiện tại, ăn chơi hưởng thụ dục lạc đủ thứ vậy ha. Thì như vậy đó là gọi là thâm cố đạo lộ, tức là căn thâm đế cố, tức là chìm đắm chìm là nặng nề trong cái dục lạc ha. Họ biết là sáng ra là ăn chơi rồi đi nhậu nhẹt hưởng thụ dục lạc đủ thứ vậy ha. Thì đó là một con đường thứ nhất được gọi là thâm cố đạo lộ. Con đường gọi là sống kiểu mà hưởng thụ, hưởng thụ tối đa ha, thâm cố đạo lộ. Rồi con đường thứ hai là kịch khổ đạo lộ. Kịch khổ đạo lộ, Nichama Patipada. Nichama Patipada là kịch khổ đạo lộ, tức là cái con đường này là đưa đến một cái sự khổ khốc liệt luôn, một cái trạng thái khổ hạnh kịch liệt. Rồi những người ta sống nhịn ăn nhịn uống, phơi nắng phơi sương, chịu khổ hạnh đủ thứ không, rồi sống thì chịu đựng đủ thứ chuyện ha, để người ta hy vọng rằng do cái sự tu tập khổ hạnh này họ sẽ đạt đến một cái cảnh giới nào đó và giải thoát, chấm dứt được cái dục vọng nữa. Họ nghĩ là như vậy, họ đi vào trong cái cuộc sống là tu khổ hạnh, họ sống không tắm rửa, không thay đồ thay đạc, không ăn uống, rồi họ nhịn ăn nhịn khác, họ phơi nắng phơi đủ thứ chuyện ha, họ sống trong cái đời sống coi như là khổ mà thuộc loại là kịch liệt, khổ nặng nề, thì họ rơi vào cái con đường khổ hạnh. Thì như vậy chúng ta có hai cái một là lợi dưỡng sống hưởng thụ dục lạc, hai là sống là cực khổ, sống chịu những cái sự tàn khốc của cái cuộc đời. Đó là
hai cái con đường, một là lợi dưỡng, hai là khổ hạnh. Và con đường thứ ba tức là trung đạo lộ, Pachima Patipada là trung đạo lộ, là tránh hai con đường này, là mình không dính vào hai con đường này. Mình phải lấy cái trung đạo mình làm con đường của mình, là mình không có chìm đắm trong dục vọng, không ăn chơi, không trạc bản, không hưởng thụ những dục vọng, và mình cũng không có hành xác, mình cũng không có tu khổ hạnh, không chịu những cái sự hành xác khổ hạnh cực đoan. Và như vậy đó là cái con đường được gọi là con đường trung đạo. Thì như vậy trong cái đời sống của mình trong cái đời sống của con người, mình thấy có ba cái loại này. Một là lợi dưỡng, hai là khổ hạnh, ba là trung đạo. Và con đường trung đạo này chỉ có được tìm thấy nơi của giáo pháp của Đức Thế Tôn, đó chính là bát chánh đạo, tức là con đường tránh xa hai cái cực đoan, để cho chúng ta không có bị rơi vào trong cái sự mà đem đến những sự tai hại cho cái đời sống của mình, bị chìm đắm, bị luân hồi trong những cái sự mà hướng thụ dục lạc, hoặc là bị đau khổ, bị dằn vặt khổ khốc liệt trong cái đời sống. Đó là có ba cái loại đạo lộ. Một là thâm cố đạo lộ, hai là kịch khổ đạo lộ, ba là trung đạo. Chúng ta có ba con đường như vậy ha. Rồi, đó là giới thiệu sơ sơ cho chúng ta mình biết những cái phần như vậy. Rồi xuống mình ý nghĩa các chi đạo. Bây giờ mình đi vào, nó có 12 chi đạo ha. Giờ mình đi vào ý nghĩa các chi đạo. Một, chánh kiến. Samadhi. Sama là chánh, Diddhi là thấy, chánh kiến là, tức là thấy đúng như thật, hiểu rõ như thật. Thì khi nào mình thấy cái sự vật nó đúng như nó như đang là, thì lúc đó chúng ta có chánh kiến. Tức là thấy đúng, thấy rõ, hiểu rõ như thật như vậy. Thì như vậy, thấy biết rõ như thật, và thấy biết rõ cái gì thì mới gọi là chánh kiến. Thì chúng ta sẽ biết có những cái phần mà thân như mình thấy ha. Thấy biết rõ, thứ nhất là thấy danh và sắc. Tức là mình phải thấy rõ cái thân ngũ uẩn này của mình á, mình thấy rõ nó là những cái thành phần tổ hợp của danh và sắc, chứ nó không phải là một cái ta, một cái ngã, một cái gì đó trường tồn bất biến trong thân mình á, hoặc là đây là mình, đây là của mình, vân vân ha. Mà thấy cho thật rõ, phải có trí tuệ thấy rõ đây là danh, đây là sắc, thấy rõ một cách như vậy. Và ngoài ra còn phải thấy được nhân duyên danh sắc, tức là nguyên nhân hay những cái nhân duyên để cấu tạo tác thành ra cái danh sắc này, tức là do vô minh, do ái thủ nghiệp trong cái đời sống quá khứ, là do quá khứ mình vì vô minh, mình vì ái luyến, rồi mình vì chấp thủ, rồi mình tạo những cái nghiệp ác trong thời quá khứ, và cộng với lại cái thời hiện tại này, những cái vật thực để nó nuôi dưỡng cái thân này, thì cái nhân duyên để nó tạo cấu thành được cái danh sắc này là chính vì do bốn cái nhân quá khứ và một cái hiện tại, tức là vô minh, ái thủ nghiệp thuộc về quá khứ và vật thực thuộc về hiện tại, nó nuôi dưỡng và tác thành cho cái danh sắc này nó xuất hiện trên cõi đời này. Mình phải thấy rõ như vậy, thấy như vậy mới thật sự là có chánh kiến. Còn nếu không thì chúng ta sẽ vẫn còn là chưa có được cái chánh kiến thật sự. Rồi, thấy rõ về tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Tức là khi nào mình thấy được như vậy, mình thấy được danh sắc này, nó là pháp cấu tạo hữu vi, nó là vô thường, nó có sự phối hợp lại, hệ nó có... sanh là nó phải có bị diệt, sanh là phải có già, có chết, sanh phải diệt, nó là vô thường. Mà nơi nào có sự vô thường là nơi đó có sự khổ, có vô thường là phải có sự khổ đau. Bởi vì nó không tồn tại, nó không có giữ được hoài như vậy, cho nên phát sanh sự khổ đau. Cho như vậy vô thường có mặt thì sự đau khổ có mặt. Và vô ngã tức là không có một cái ngã trường tồn bất biến nữa. Cho nên là phải có trí tuệ thấy rõ được vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó chúng ta có được cái gọi là Samadhi, thấy được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Còn mình chưa thấy được thì chừng cũng chưa ha, chưa đạt được tới mức độ có chánh kiến ha. Rồi, thấy được kiết sử đang diệt trừ, tức là mình phải biết rõ kiết sử đang diệt trừ, tức là những cái kiết sử thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ,
ái dục và sân này kia, mà mình những cái sự đó mình phải thấy rõ là mình đang diệt trừ được bao nhiêu phần, mình diệt trừ được gì. Ví dụ như bậc Tu La Quần thì họ những kiết sử họ đang diệt trừ là thân kiến và nghi với cấm thủ, phải biết rõ như vậy. Và những kiết sử đã diệt trừ là phải biết rõ luôn, khi mình đã diệt trừ được, đã thành tựu được những kiết sử đó là biết rõ đã diệt trừ rồi. Tới các kiết sử còn sót, tức là những cái kiết sử mà còn dư sót, là những kiết sử đã diệt xong hoặc là những kiết sử còn sót lại, mình đều biết rõ hết. Tức là lúc đó mình có dùng một cái là gọi là trí phản kháng, tức là quán nhìn lại, quán xét lại cái mình còn dư sót những cái kiết sử nào. Ví dụ mình đắc được Tu La Quần xong, mình mới quán xét lại, mình những kiết sử là mình đã diệt là thân kiến và nghi giới thủ, mình diệt được đó, nhưng mà những kiết sử kia mình vẫn còn sót, chưa được, chưa có diệt hoàn toàn, đấy còn sót lại, là phải có trí phản kháng là thấy được cái đó. Thì như vậy xong đích thí này là chúng ta thấy đúng như thật, hiểu rõ như thật, thấy rõ cái thân này của mình là gồm có danh và sắc, gồm có sắc thọ tưởng hành thức và ngũ uẩn, là do nhân duyên sanh, vô minh ái thủ nghiệp vật thực, nó do những nhân duyên sanh, là mình thấy rõ ra, thấy như vậy và thấy tam tướng vô thường khổ vô ngã, thấy rõ được những cái kiết sử đang diệt, đã diệt và những kiết sử còn sót lại, thấy một cách rõ ra. Đó thì như vậy chúng ta có được cái gọi là chánh kiến, mình có được cái chánh kiến một cách là tốt đẹp ha, được gọi là chánh kiến. Rồi đối nghịch chánh kiến, đối nghịch lại là chi pháp thứ hai tiếp theo, là đối nghịch là tà kiến, miccha đi thiết là tà kiến. Chánh kiến thì thấy vô thường khổ và ngã, mà tà kiến thì vô thường thì nó cho là thường, đời sống này nó cho là thường. Đây là ta, đây là của ta, là trường tồn bất biến, mình có cái linh hồn trường tồn bất biến, mình có cái từ tự ngã, mình có cái tiểu ngã, đại ngã vậy đó, phải không? Thì cho là vô thường thì cho là thường, mà khổ thì cho là lạc, khổ thì thấy nó là lạc, mang cái thân ngũ uẩn này là nó đau khổ, nó không già, nó cũng không bệnh, nó cũng già, nó cũng chết, nó cũng bị những cái sự mà bức bách đau khổ. Thì như vậy khổ mà thấy là lạc, rồi vô ngã thấy là có ngã, là không có cái tự ngã mà cho rằng có cái tự ngã, thì như vậy gọi là tà kiến. Rồi ô nhiễm thấy không ô nhiễm, mình bị ô nhiễm, mình bị phiền não đủ thứ, mình vẫn cho mình không có ô nhiễm, mình nghĩ là sống vậy là tốt, mình sống phải có tham, phải có này kia, đó là tốt. Đó như vậy là mình ô nhiễm mà mình thấy là không ô nhiễm, đó là tà kiến, nghịch lại với lại là chánh kiến. Rồi đó là cái chi pháp mà một là cha, rồi cái đối nghịch đó là tà kiến. Rồi cái chi pháp chánh kiến chính là tâm sở tuệ quyền, bình nhìn trí giác, mà chính chánh kiến tức là tâm sở tuệ quyền thì được gọi là chánh kiến, là tâm sở chính đó ha. Rồi tà kiến chính là tâm sở tà kiến, nằm trong phần tham phần ha, là tà kiến. Thì chi pháp về cái chánh kiến thì có tâm sở tự quyền, tà kiến thì chúng ta có tâm sở tà kiến, được chưa? Rồi qua hai cái vấn đề này chúng ta thấy rằng về chánh kiến và tà kiến mình phải thấy rõ, mình biết mình đang còn cái gì, mình không còn cái gì. Thì mình còn tà kiến thì mình biết là mình là còn có tà kiến, thì có như vậy mình mới có sự tu tập để mình phát triển được ha. Còn mình có tà kiến mình không thấy mình có tà kiến thì nó coi như là mệt ha. Rồi đó là chi pháp chánh kiến và tà kiến. Rồi tới số 2, học thêm cái số 2 nữa thôi ha. Rồi số 2 là chánh tư duy, samasamba chánh tư duy. Chánh tư duy người ta cho mình biết định nghĩa đó là sự là suy nghĩ đúng, tư duy đem đến sự lợi ích tốt đẹp. Thì như vậy khi nào mình có một cái sự suy nghĩ đúng, một cái suy nghĩ hợp với thiện pháp, hợp với những cái điều lợi ích đem đến sự tốt đẹp, thì khi đó chúng ta có được gọi là chánh tư duy. Gồm những thành phần như thế nào? Thứ nhất là ly dục, thì mình có suy nghĩ đúng đắn để mình ly dục, để mà từ bỏ những cái dục vọng, bởi vì những cái dục vọng là nó nguyên nhân đem đến sự đau khổ.
thì chúng ta có suy nghĩ đúng về ly dục. Rồi suy nghĩ đúng về ly sân, tức là từ bỏ sự sân hận, từ bỏ sự não hại, từ bỏ sự mà những cái tư duy mà về đem đến cái sự mà tàn khốc ha. Thì như vậy mình ly sân đồng nghĩa với là tâm từ ha. Mình có tâm từ ly sân. Rồi ly não hại, tức là mình từ bỏ cái sự ly não hại, suy nghĩ về não hại bức bách người khác ha. Đó là ly não hại. Rồi vô thường, khổ, vô ngã của năm uẩn, có cái sự tư duy về cái sự ba cái pháp này. Đời sống là vô thường, khổ, vô ngã. Năm uẩn này là vô thường, năm uẩn này là khổ, năm uẩn này là vô ngã. Và có cái đúng đắn như vậy, chính cái tư duy đúng đắn này nó tìm được cái sự trí tuệ của mình ha. Rồi suy nghĩ về bất tịnh, tức là mình có suy nghĩ đúng về sự bất tịnh. Tức là cái thân ngũ uẩn này nó là bất tịnh, nó không có gì tốt đẹp đó. Nó là những thành phần dơ bẩn cấu hợp lại với nhau, nó là phần bất tịnh. Tóc, lông, móng, răng, da, xương, thịt, máu, mũ, đàm, nước mối, nước mũi, nước tiểu, phân nửa thứ là những thành phần bất tịnh ha. Cho nên mình suy nghĩ về bất tịnh để làm gì, để mình không bị dính mắc, không bị chấp thủ vào đó. Suy nghĩ như vậy chúng ta có được cái gọi là suy nghĩ đúng, tư duy đúng. Rồi suy nghĩ về sự nguy hại của năm uẩn, tức là phải có sự suy nghĩ về cái sự mà tai hại của cái năm uẩn này. Năm uẩn này nó là cái mà giống như một cái hầm phân hay là một cái hầm lửa nó có thể đốt cháy người mình ha. Rồi nếu mình không suy nghĩ đúng thì mình bị dính mắc của năm uẩn này, mình sẽ đau khổ. Và cho nên năm uẩn này rất là nguy hại nếu mình không có trí tuệ, không có sự hiểu biết. Đó là sự nguy hại của năm uẩn. Thì vì vậy khi mình có được cái sự suy nghĩ đúng, có cái chánh tư duy, thì chúng ta sẽ không bị dính mắc, không bị đau khổ, không bị những cái pháp của thế gian trói buộc mình. Đó là chánh tư duy. Rồi đối nghịch lại của nó là tà tư duy, miccha sankhapo, tà tư duy. Nghịch lại mình có những cái tư tưởng là mình mong muốn được hưởng thụ dục lạc, tâm cầu dục lạc, tìm kiếm hưởng thụ ăn ngon sung sướng, hưởng thụ đủ thứ chuyện trên đời ha. Ở đầu này mà mong muốn đi chỗ khác ăn chơi trả hưởng thụ ha. Đó gọi là tâm cầu dục lạc. Thì chúng ta rơi vào trong cái gọi là suy nghĩ lầm lệch lạc, suy nghĩ đem đến sự đau khổ, được gọi là tà tư duy, là tâm cầu dục lạc. Hoặc là suy nghĩ hại người, tức là mình suy nghĩ đến, tư duy đến cái vấn đề mà hại người này, hại người kia ha, để mà mưu cầu được cái lợi lộc cho mình, nghĩ đến cái sự hại người. Rồi suy nghĩ về hiềm hận, tức là mình suy tư về cái sự hiềm hận, sự thù hận. Mình ghét ai đó, mình suy nghĩ về cái điều đó, mình hiềm hận điều đó, tức giận, mình tìm cách, mình nghĩ, suy nghĩ, tìm cách trả thù. Thù này quyết trả 10 năm chưa muộn ha. Cứ ngồi suy tư vậy đó, chẳng hạn như pháp nguồn Lào Cai lên được 10 điểm, cho Nguyễn thấy tức quá, hận tức về tạo bị 0 điểm chẳng hạn ha. Về tìm cách thì sao lên thù này quyết trả. Là mình hận ra nha, ta được lãnh giúp, mình được tức ha. Tức về trong quan trái nó suy tư hoài khổ. Rồi suy nghĩ hoan hỷ với những tà thuyết, cái này gây go, những cái tà thuyết đưa ra những cái chủ thuyết này chủ thuyết kia, là đem đến cái sự tai hại, hại người, hại mình, hại chúng sanh này kia. Mình hoan hỷ những cái thuyết đó, mình thích những cái thuyết đó. Những cái chủ thuyết đưa ra phải giết đám này mà trị đám kia, phải chiếm lãnh này kia nữa, là thống lĩnh thế gian đủ thứ vậy. Mình quan hỷ với cái chủ thuyết đó, mình có những suy nghĩ quan hỷ về những cái đó, thì chúng ta rơi vào trong cái tà tư duy. Thì như vậy một người có tà tư duy là rất là nguy hiểm ha, đem đến cái sự tai hại rất là kinh khiếp.
Nếu mình không khéo, mình cứ để nó cái suy nghĩ như vậy nó lớn mạnh đó, là chúng ta sẽ đau khổ và những người xung quanh chúng ta sẽ bị đau khổ. Mình sống trong cái tư duy mà luôn luôn muốn thỏa mãn thú vui dục lạc, mình gây tai hại cho biết bao nhiêu người khác xung quanh. Chẳng hạn như mê cờ bạc, mê casino ở bên Mỹ này, cái vụ này nhiều lắm, như vậy luôn luôn suy tư mong muốn để mà được đi hưởng thụ casino, vô trong đó là ăn uống sung sướng phủ phê, máy lạnh máy liếc đầy đủ, sống như trên cung điện, ngồi trong đó là khỏi thỏa thích ha. Khách sạn thì ở thoải mái, có nhiều khi mình ở vô nhiều lần nó cho ở miễn phí luôn ha. Thì những người đó tôi suy nghĩ tầm cầu về những cái dục lạc, rồi đó hưởng thụ quýnh bài, hy vọng mong cầu để được có trở thành là đại gia, đúng giống như đúng số, quýnh thắng thì ta mong cầu những cái sự mà hưởng thụ như vậy. Đó là tầm cầu những cái dục lạc thấp hèn, những cái này đem đến sự đau khổ. Mà hãy mà tâm cổ được thì đâm ra tức, bắt đầu nghĩ tới cái chuyện mà cắt trộm hại người này hại kia đủ thứ chuyện để mà thỏa mãn cái tâm cầu dục lạc của mình. Như vậy mà khi mà bị phát hiện ra thì bắt đầu quan cái tâm mà quan tưởng, cái tâm bắt đầu hận thù đủ thứ chuyện. Thì như vậy cái ta tư duy nó là một cái pháp mà đem đến sự rất là tai hại cho cái đời của người của mình. Cho nên chúng ta cố gắng khi mà nó có khởi lên đó, những cái tư duy mà vô tình nó khởi lên thì mình phải diệt nó liền ha, mình phải tìm cách để mình xóa nó, hoặc là mình khéo tắt ý để cho nó không còn tồn tại trong tâm mình nữa. Chứ nếu chúng ta để nó vô tình từ 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 nó lớn là mệt lắm ha. Cái tư duy mà tạo tư duy này rất là tai hại. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta học được là chánh kiến và chánh tư duy. Thì tâm sở của ta của tư duy đó, của tâm sở chánh tư duy hay tạo duy, là cả hai đó đều là tâm sở tâm, nó là tâm sở tâm. Tâm sở tâm đồng sanh trong những cái tâm thiện, hợp tâm thiện thì được gọi là chánh tư duy, nếu hợp trong tâm đạo, tâm đạo tâm sư thế đó, thì được gọi là thánh tư duy. Đó là như vậy, còn nó hợp trong tâm bất thiện gọi là tà tư duy. Thì tâm sở nó chỉ có một cái tâm sở là tâm sở tâm, nó chung vậy ha. Rồi, như vậy là hôm nay mình học được chánh kiến, chánh tư duy như vậy đầy đủ ha, hai thành phần này, thì tới mình học tiếp ha, từ từ cho nó thấm nhuần ha. Rồi, do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sắc lo sắc đẹp, an vui sức mạnh và sáu cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tam Bảo Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, mời Thi Na lên hồi hướng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Yát, Nam mô Sang Khai Yát. Chúng con kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy vi diệu pháp ngày hôm nay. Chúng con kính chúc thầy luôn an vui. Con kính mời đạo tràng cùng con sám hối sau khi nghe pháp. Un ta mong ge na wan de hung pa da pa an su un ta mong bun the yo khali tu du su bun thu kamatu tang mak mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta ma na wan de hang tham man cha du vi thang qua rang tham me yo kali tu du su tham mu kamatu tang mak mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ge na wan de hang sang khan cha du vi thon ta mang sang khe yo kali tu du su sang khu kamatu tang mak mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Chí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Sa thú, cảm ơn thầy kinh rất là nhiều. Chương trình sinh hoạt rất là hoan hỷ. Xin được thay mặt thầy kinh phúc chúc đến đạo tràng để kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay.
Bhavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddhaya nupave nasada sothi bhavantu bhavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma nupave nasada sothi bhavantu bhavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sanghaya nupave nasada sothi bhavantu bhavatu sapa. Tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xô thất là thô tổ rôn hô bồ tất xa tên nè rô vô xúc tổ hôi xa sập bế nhà tiếp vi xa thất là tha. Sukhita Varunaha Bodhasa Sane Aroga Sukhita Hoisa Sabbe Nyati Pite Atalatha Sukhita Varunaha Bodhasa Sane Aroga Sukhita Hoisa Sabbe Thị Nyati. Khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thứ lần thay. Y đăng nô nhá thi năng hô thứ su ki ta hôn tử nhá ta yô. Y đăng nô nhá thi năng hô thứ su ki ta hôn tử nhá ta yô. Y đăng nô nhá thi năng hô thứ su ki ta hôn tử nhá ta yô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Y đăng quá tạ mê phùn nhân ác xa quá khát già quá hằng hồn tước án á ca tê ca lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng nô phùn nhân ni pa nát sá bát chế dô hồ tướng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Nát mô bút tha giá. Buổi học đã kết thúc, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức tăng, chúng con kính tri ân thầy trí đức, chúng tri ân thầy kinh, con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành như ý nguyện. Chúng con kính thành kính tri ân đạo tràng, kính chúc tất cả được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Con kính mời quý đạo hữu trở lại sinh hoạt với thầy kinh vào mỗi thứ sáu hàng tuần 4:30 đến 6:30 sáng giờ Việt Nam. Con kính chào tạm biệt, con kính thỉnh ngài tống rung dùm cho con. Dạ, xa thứ